Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Thủ Thừa triển khai thực hiện mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam tại tiệm tạp hóa Minh Đức, khu phố Cầu Xây. Mô hình được thực hiện từ nguồn kinh phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện hỗ trợ, xã hội hóa và bảo đảm 3 yếu tố như điểm bán hàng gần khu vực đông dân cư để phục hồi người lao động, hàng hóa kinh doanh tại điểm bán là hàng Việt Nam có chất lượng cao, chủ cửa hàng kinh doanh hàng Việt Nam phải cam kết kinh doanh hàng Việt lâu dài. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Thủ Thừa trao tặng 30 phần quà cùng 30 phiếu mua hàng mỗi tháng cho các hộ nghèo.